Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, địa chỉ Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, giới thiệu trường, tiền thân là trường cấp 2-3 chuyên Nguyễn Du. Thành lập từ năm 1994 và đi vào hoạt động chính thức năm 1996, tuy còn khá non trẻ nhưng trường đã mang lại những thành tích ngoài mong đợi. Từ thành tích giảng dạy cho đến thành tích học tập mà nhiều trường khó sánh bằng, kết quả đạt được. Tính đến năm 2014, trường đã đạt 1914 giải SSG cấp tỉnh, 530 giải quốc gia, 580 huy chương Olympic tỉnh phía Nam, 556 giải hóa học Australia, và hàng ngàn các giải thưởng khác. Tỷ lệ tốt nghiệp và đại học luôn xấp xỉ 100%. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline, tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Nhiều em còn đạt số điểm tối đa ở các kỳ thi đại học và là các thủ khoa, á khoa của các trường danh tiếng. Nhiều thầy cô là giáo viên giỏi cấp tỉnh, hơn 40 thầy cô là thạc sĩ trở lên. Trường đang phấn đấu để trở thành thành trường trọng điểm chất lượng cao. Được công nhận đơn vị tiên tiến xuất sắc, 2 lần vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm học năm 2012 đến năm 2013. Hơn nữa được Chủ tịch nước tặng huân chương lao. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.